Xin chào bạn. Hôm nay Lê Sang xin giới thiệu bạn một trong chiếc ốp lưng chống sốc thuộc hàng tốt nhất ở trên thị trường hiện tại bây giờ. Đây là dòng ốp lưng Spigen Tuff Armor, thương hiệu của cái series này đã rất là quen thuộc với người dùng chúng ta rồi. Đây là một thương hiệu đến từ Mỹ và sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm này thì đầy đủ ra có 6 màu để mình có thể lựa chọn. Đó là màu hồng, màu vàng, màu đen Jet Black, màu đen sần, màu xám và nó còn có màu bạc nữa. Đối với ba màu là màu đen sần, màu vàng gold và màu xám thì cái khung cao su này sẽ là màu đen tương tự những bản trước, và đối với ba màu còn lại là vàng, hồng, đen, jet black và màu bạc thì cái khung cao su nó sẽ là màu dạng trong suốt. Đây là cái điểm mới của dòng Tuff Armor so với bản trước. Bây giờ mình sẽ mở hộp để giới thiệu chi tiết bạn chiếc ốp lưng này. Nếu bạn cần một chiếc ốp lưng có khả năng bảo vệ chống sốc, chống va đập, chống rơi cũng như bảo vệ trước trẻ nhỏ khi sử dụng ốp lưng thì đây là cái mẫu ốp lưng mà mình khuyên bạn nên sử dụng, bởi vì cái khả năng bảo vệ của nó là cực kỳ tuyệt vời. Trong những cái danh mục sản phẩm của Lê Sang hiện có thì đây là sản phẩm có khả năng chống sốc và chống rơi cực kỳ tốt, có thể coi là tốt nhất. Về thiết kế thì chiếc ốp lưng Tuff Armor như bạn thấy ở đây, nó vẫn giữ được cái phong cách thiết kế từ trước đến nay của hãng, thiên về cái khả năng bảo vệ với cái lưng kép hai lớp. Thiết kế tương đối dày dặn với độ dày tầm khoảng 0,2 mm, với thiết kế hai lớp, một lớp trong bằng cao su và một lớp ngoài bằng nhựa polycarbonate như bạn thấy ở đây. Ở bên trong này là cái khung cao su này sẽ giúp bạn bó kín 360 độ toàn diện xung quanh cái cạnh máy này, với các viền được các cạnh được làm dày hơn để khi có mà có va chạm thì những cái tác động lên thân máy sẽ được phân tán ra và hạn chế bởi cái lớp cái khung cao su này. Đây là cái khung chất liệu nhựa mềm TPU, chính vì thế bạn tháo lắp và rất là dễ dàng mà không lo nó bị làm chảy xước gì cái thân máy của mình cả. Ở bên trong này thì còn có những cái rãnh thoát nhiệt để mình có thể sử dụng một thời gian dài hơn mà nó không bị lo bị nóng máy quá. Các phím bấm mặt sau lưng, dù là trên chất liệu bằng cao su nhưng Spigen cũng khá là tỉ mỉ khi làm những vết cắt kim cương xung quanh cái vị trí camera và xung quanh cái vị trí cắt logo của Apple này nữa. Đó, về độ hoàn thiện thì rất là tuyệt vời. Còn cái mặt sau lưng này là được làm từ nhựa cứng polycarbonate chính, nhưng mà trông nó rất là giống kim loại bởi vì hãng sử dụng một lớp sơn giả kim rất là đẹp ở đây. Lớp sơn này có độ bền gấp đôi so với những cái thương hiệu khác sử dụng cái lớp sơn tĩnh điện hai lớp, và nếu mà so sánh với hàng Trung Quốc thì hãng thông báo là nó có thể bền hơn gấp 10 lần. Những cái mặt sau lưng này có thể hạn chế được vân tay, hạn chế mồ hôi, chống bị bám bẩn rất là tốt, rất là sạch. Đó. Cái khung này ngoài cái tác dụng là để cố định khung cao su này vào máy chắc chắn hơn thì nó còn một cái điểm nhấn trang trí cho chiếc ốp lưng này nữa. Và bây giờ thì mình sẽ lắp lên chiếc iPhone 7 Plus để bạn dễ hình dung hơn. Đây, khi lắp thì các bạn chỉ cần bấm các góc vào thôi, rất là dễ dàng. Còn đây là về độ dày của chiếc ốp lưng này, nó không bị quá dày quá. Mình cầm trên tay, tay mình khá là nhỏ nhưng mà cầm trên tay nó cũng không bị to quá, không bị vương víu nhiều. Cái mặt sau lưng này đó, tất nhiên cái phần camera lối cao của 7 Plus đã được che kín hoàn toàn, các bạn có thể thoải mái để trên bàn mà không lo nó bị chảy xước gì cả. Ở đây hãng có khoét luôn cái logo Apple này để mình có thể khoe được cái chiếc iPhone 7 Plus của mình. Ở đây các phím bấm thì được làm phẳng nhưng mà bấm rất là dễ, có độ nảy rất là cao. Spigen luôn làm rất là tốt ở những cái chi tiết những phím bấm như này, cả phím nguồn cũng thế. Mặt trước màn hình thì các bạn thấy thì hãng có làm nhô cao lên để khi mình có vô tình làm rơi máy úp xuống như này, hoặc khi sử dụng mình muốn úp máy ở trên bàn để người khác không nhìn thấy những thông tin hiển thị đến thì vẫn bảo vệ tốt cho cái màn hình của mình. Tuy nhiên có một cái nhược điểm là viền màn hình nhô cao như này thì bạn không thể sử dụng chung với những kính full màn hình được. Còn một điểm rất là thú vị ở chiếc ốp lưng Tuff Armor này đó là các loa ngoài. Hãng đã được đẩy lên phía trước như bạn thấy ở đây. Đó, hai cái loa ngoài được đẩy lên phía trước. Thiết kế này mình đã sử dụng qua và mình thấy nó thực sự nó rất là hữu ích. Ít nhất là trong trường hợp mình cầm máy ngang như thế này, mình chơi game chẳng hạn hoặc mình lướt video chẳng hạn thì tay mình sẽ không bị che lại cái loa ngoài như những cái thiết kế trước đây nữa, mà âm thanh sẽ dội thẳng vào chúng ta
và cho cái âm thanh nó chân thực hơn rất là nhiều. Ở đây mặt sau lưng cũng có thêm một cái chân trống nữa, mình có thể kéo ra, mình dựng máy nghiêng được nhiều góc khác nhau. Nếu bạn hay lướt YouTube chẳng hạn thì cái tính năng này thực sự rất là hữu ích. Khi sử dụng xong thì mình chỉ cần bấm nó lại thôi. Đấy, nó sẽ một cái khóa cài ở đây, không nhớ làm chiếc logo nó bị rơi ra. Ok, mình sẽ mở hộp cho bạn coi luôn chiếc Z Black. Còn 4 màu còn lại các bạn vui lòng xem dùm trên website lechang.vn nhé. Đây là màu Z Black. Đối với màu Z Black thì cái cao su trong như bạn thấy đây thì sẽ làm ở dạng màu hơi xám xám trong một chút, chứ không phải trong hoàn toàn. Trong hoàn toàn thì là màu vàng hồng. Cái màu này lắp lên máy màu đen sẽ hợp hơn. Đó. Mặt sau lưng thì làm tất nhiên là bóng rồi. À, như bạn thấy ở đây có một điểm rất là hay, mình để vân tay ở trên này. Nó bám vân tay xong nó tự động nó biến mất luôn. Nhưng tất nhiên so với màu khác thì Z Black vẫn là cái màu dễ bị bám bẩn hay là để lại vân tay mồ hôi cũng như là xước dễ nhất. Đó. Và như vậy mình đã giới thiệu xong các bạn chiếc ốp lưng Touch Armor dành cho iPhone 7 Plus. Để biết thêm thông tin chi tiết, giá cả mới nhất cũng như đặt mua chiếc ốp lưng này, các bạn vui lòng truy cập website lesang.vn hoặc gọi điện đến số hotline 0466708708 để đặt hàng. Lesang hỗ trợ chuyển hàng đi toàn quốc và thu tiền tận nơi mà các bạn không cần phải tính trước bất kỳ khoản chi phí nào. Vâng, xin cảm ơn các bạn.